Sao thằng này hả? Thank you.
Trung Quốc tiến cử nhận định tăng trưởng kinh tế của nước này trong thứ hai sẽ cao hơn thứ một. Và nền kinh tế thứ hai thế giới được dự đoán sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm khoảng 5%. Trong bối cảnh sản lượng chế tạo đã tăng chậm lại trong tình hình cầu yếu ở cả trong và ngoài nước, Thủ tướng Lý Cường cho biết Trung Quốc sẽ ban hành chính sách hiệu quả hơn để thúc đẩy nhu cầu trong nước và mở cửa các thị trường, cũng như tiếp tục giữ vai trò một động lực mạnh mẽ cho nền kinh tế toàn cầu. Lập trường của mình kể từ khi nhậm chức là Trung Quốc sẽ vẫn tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh và hoan nghênh các nhà đầu tư nước ngoài. Trải qua những thăng trầm của toàn cầu hóa kinh tế, chúng ta càng phải trân trọng sự cởi mở và hợp tác hơn nữa. Toàn cầu hóa kinh tế là một xu thế lịch sử, bất chấp những trở ngại chúng ta đã trải qua, xuống toàn cầu hóa kinh tế. Trung Quốc hôm 20/6 đã cắt giảm 3 chỉ số lãi suất cho vay quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Các số liệu mới cho thấy nền kinh tế Trung Quốc vẫn còn nhiều khó khăn, trong đó tỷ lệ thất nghiệp thì là đúng vào ăn này no quá tất cả. Chuyển từ đường nước ngọt, cầu thiết chứa MCT, khoác nhiệm hồ, hút năng lượng FOS, chỉ hiện về đường test.